Chân lý đi thi được điểm cao, không làm sai những câu dễ và luôn làm được những câu khó thì điểm chắc chắn sẽ cao thôi. Chào các bạn thí sinh 2K3, trong cái nắng của những ngày cuối tháng 6, admin lại tiếp tục với video kinh nghiệm đi thi trung học phổ thông quốc gia tăng khả năng đầu nguyện vào 1. Dụng cụ khi đi thi. Đời học sinh chỉ đi thi trung học phổ thông quốc gia một lần, hãy chuẩn bị hành trang bằng những dụng cụ xịn nhất trong khả năng tài chính của mình, miễn đừng phung phí là được các thí sinh nhé. Bút bi cùng loại, cùng màu, mực xanh hoặc đen nên chuẩn bị 2-3 cây. Bút chì loại 2B, 3B không nên gọt quá nhọn. Sau khi gọt thì mài đầu chì để tô cho nhanh. Công đoạn gọt bút chì và mài bút chì chuẩn bị trước ở nhà, chuẩn bị khoảng 3 cây. Gôm, tẩy, loại xịn nên mua cục to để cho dễ xóa. Máy tính có bao nhiêu mang theo bấy nhiêu, nhớ kiểm tra pin, nếu lâu quá chưa thay pin thì nên thay pin đi nhé. Tránh trường hợp khi vào thi lại ngồi vỗ máy tính bốp bốp. Phiếu dự thi, chứng minh thư hoặc căn cước công dân, đồng hồ tự canh giờ chứ không nên hỏi giám thị hay thí sinh khác nhé. Một chai nước nhỏ nên xé nhãn, nên uống nước vừa phải, chỉ uống khi khát nước, tránh uống quá nhiều. Rồi lại xin giám thị cho em phân tích bài Ngôi nhà nhỏ của William Cường. Tất cả giấy tờ, bút, viết, máy tính hãy cho hết vào túi clear, túi này chứ không phải là túi này. Ăn gì khi đi thi, ăn những gì bạn thích, nhớ đảm bảo chất lượng và vệ sinh. Đừng dại mà trường kỳ với xôi gấc, dễ bị ở nóng, ở chua và đầy bụng. Tránh các món tế nhị với dạ dày, các món lạ, không lành với đường ruột. Nghiêm cấm các đại tiệc lẩu hải sản trước khi lên đường đi thi. Tào Mạnh Đức sẽ gọi tên bạn liên tục đấy. Ngủ như thế nào? Ngủ đủ giấc 6-7 tiếng mỗi ngày. Đừng thức khuya, học hành sát, vất vả nhưng không hiệu quả. Tối 11 giờ đi ngủ, sáng 5 giờ dậy. Đi thi về nhớ ngủ trưa 30 phút, hẹn đồng hồ tự dậy hoặc nhờ người nhà gọi. Mặc gì khi đi thi? Cứ mặc những gì bạn thấy thoải mái và lịch sự, không nhất thiết phải mặc đồng phục, đóng thùng, tháng 7 nóng lắm. Nhưng đừng mặc quần đùi khi đi thi, bạn có thể bị đuổi về để thay quần đấy. Đi thi như thế nào? Nên có người nhà đưa đi cho thoải mái, trời nắng nên che chắn cẩn thận, tránh bị đau. Đi ô tô được thì càng tốt, đừng đến quá sớm, cũng không nên quá sát giờ. Sáng có mặt lúc 6:30, chiều có mặt lúc 1:30 là tốt rồi. Tinh thần như thế nào? Giữ tâm lý thoải mái, hãy tự ảo tưởng rằng mình đẹp trai xinh gái. Trước giờ thi, hãy làm quen, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Làm gì khi bị hồi hộp? 1. Ngồi thẳng lưng. 2. Hít thở sâu. 3. Uống một ngụm nước nhỏ. Ngồi chờ như thế nào? Từ lúc gọi vào phòng đến lúc phát đề là 30 phút. Chủ yếu, hãy ngồi thư giãn. Kiểm tra túi quần xem còn tài liệu gì không? Còn điện thoại hay không? Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Không vẽ bậy vào nháp, có thể bị đình chỉ thi. Chú ý, tô kín ô, tô đúng cột. Viết những gì cần thiết vào giấy nháp đã có chữ ký của giám thị. Chẳng hạn có thể vẽ trước các hình hay gặp trong môn toán như hình chóp, lăn trụ, nón. Nhất định không để mình căng thẳng. Lưu ý, với các môn tổ hợp, ví dụ như lý hóa sinh, trong thời gian ngồi chờ đề môn sinh nên chép đáp án từ câu 1 đến câu 80 vào tờ nháp của môn sinh để về nhà còn tự chấm cả 3 môn. Nhận đề như thế nào? Môn ngữ văn. Với môn văn, bạn được phát đề thi trước 5 phút, đọc hết một lượt. Chỗ nào mờ, thiếu thông tin phải báo giám thị ngay. Gạch chân các từ quan trọng, ghi thêm các lưu ý. Lên thứ tự, chiến lược làm bài. Các môn trắc nghiệm. Với môn trắc nghiệm, bạn được phát đề thi trước 10 phút, xem các trang có đủ số câu, có cùng mã đề, có mất nét, thiếu thông tin hay không, báo giám thị để đổi. Viết và tô mã đề vào phiếu trả lời trắc nghiệm, vào hai danh sách phòng thi. Úp tờ đề theo yêu cầu và ngồi chờ. Nếu giám thị hiền, có thể tranh thủ mở đề và nhẹ nhàng làm tầm chục câu thì quá tốt. Tuy nhiên, nếu bị nhắc nhở thì lập tức dừng lại, tuyệt đối đừng để bị ghim. Làm môn toán như thế nào? Cố gắng hạ gục 30 câu đầu trong khoảng 40-45 phút, nhanh nhưng vẫn phải cẩn thận. Không chủ quan, tránh sai sót. Mỗi phép toán nên làm 2 lần, kiểm tra lại ngay các biến đổi. Đợi cuối giờ mới kiểm tra thì bó tay chấm com. Phần sau, tùy từng bạn, các câu khó từ câu 40-50, bạn vẫn phải dành thời gian đọc đề từng câu và suy nghĩ, phân tích để chọn hoặc đoán đáp án. Tránh tình trạng làm 30-35 câu hết gần 90 phút, còn lại toàn tô bừa, như thế sẽ rất vô trách nhiệm và điểm không cao. Nên làm bài qua 3 vòng. Vòng 1, làm các câu dễ, điền ngay được đáp số hoặc nháp ít, thường câu 1-15. Vòng 2, các câu trong khả năng, cần nháp nhiều hơn, nháp ra nháy nháp cho thoải mái. Vòng 3, xử lý nốt những câu chưa làm được, nên đánh dấu trong đề hoặc ghi ra nháp hai cột, chưa làm hoặc chưa chắc để tiện theo dõi. Luôn có thói quen khoanh vào đề rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm để về nhà còn có thể tự chấm điểm cho chủ động. Sau 30-45 phút hoặc khi căng thẳng, cần dừng lại nghỉ ngơi khoảng 1-2 phút, hít thở, vươn vai nhẹ nhàng, uống một ngụm nước rồi làm bài tiếp. Một câu trắc nghiệm có rất nhiều cách tiếp cận xuôi, ngược, đặc biệt hóa, loại trừ, thay số, dùng máy tính nên các em đừng dễ đầu hàng sớm. Chỉ dùng máy tính khi cần thiết, đúng chức năng, đúng câu hỏi,
tránh lạm dụng máy tính. Bí mật rất nhiều người biết, cầm máy tính càng nhiều, điểm thi càng thấp. Chiến thuật khi làm bài: 1. Đọc đề và suy nghĩ theo hướng đơn giản nhất. 2. Làm câu dễ trước, câu khó sau. Mặc dù đề thi đã được sắp xếp từ dễ đến khó, nhưng điều này chỉ mang tính tương đối, cố gắng làm 28 đến 32 câu đầu. 3. Nháp cẩn thận, chia vùng rõ ràng, nháp xong một câu thì cách ra một đoạn rồi mới nháp câu tiếp. Giấy nháp được xin thêm nha. 4. Tô đáp án, làm xong câu nào tô luôn câu đó, tránh tình trạng cuối giờ tô một lượt, luống cuống một câu tô hai đáp án, hoặc khi làm đáp án là A nhưng tô B do em lộn. 5. Làm thật cẩn thận từ đầu, đừng suy nghĩ kiểu làm nhanh lát cuối giờ dò lại. 6. Canh thời gian, luôn luôn canh thời gian để chủ động thời gian làm bài. Cách lụi khi hết giờ, nếu đã không làm xong mà hết giờ thì vẫn nên làm lụi những câu cuối, tránh chừa trống. Nguyên tắc: đã lụi thì phải hên xui, đã hên xui thì phải sợ lỗi, đừng toan tính, tất cả do ăn ở thôi. Đáp án nào hiện lên trong đầu tiên thì chọn, không suy nghĩ về nó nữa. Đã lụi thì không khóc tức tưởi than thân trách phận, âu cũng là duyên số thôi các em ạ. Tuyệt đối không để nhau tờ phiếu trả lời trắc nghiệm và không vẽ bậy lên giấy nháp. Sau khi thi một buổi về nhà, tuyệt đối không mở Facebook hoặc bất kỳ trang mạng nào để tìm đáp án không phải do Bộ Giáo dục cung cấp, để tránh hoang mang, giữ tinh thần cho buổi thi tiếp theo. Video đến đây là hết mất tiêu rồi, chúc các em thi thật tốt nhé.